Sáng rồi anh em ơi, buổi chiều cũng mưa gió quá mà cuối cùng tối lại chim gần sáng cũng đi anh em ơi. Tâm báo kết quả với anh em buổi sáng luôn anh em ơi. Bữa nay được 10 gà anh em ha, 4 con trống, 6 con mái, 5 con cò, 4 cò, 5 cò vậy đó anh em ơi. Tạm ổn được ngày nữa anh em ơi. Chim đang đi mạnh ha, nhiều chỗ anh em tôi quánh 20-30 luôn. Chỗ anh Tâm quánh có tầm này là dữ lắm rồi anh em ơi. Rồi, anh Tâm cũng cuốn đồ xong hết rồi anh em ơi. Giờ này quẩy giỏ là về thôi. Tâm kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp anh em clip sau anh em ơi. Chào tạm biệt anh em ha.